Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm lươn kho sả ớt nha. Với cái cách kho của mình ngày hôm nay thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà cho chúng ta thành phẩm một cái lươn rất là mềm, thơm và không có bị tanh, đậm vị lắm ạ. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách kho lươn xào sả ớt hoặc là lươn kho sả ớt ngày hôm nay thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 300g lươn. Lươn này thì mình đã cắt khúc và mình rửa sạch qua giấm và muối để loại bỏ hết mùi tanh của lươn rồi. Hành lá nè, sả, tỏi, ớt, tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp vô đây là một muỗng cà phê hạt nêm. Thêm vô đây là 1/3 muỗng cà phê muối nữa nhé. 1/3 muỗng canh đường. 1 muỗng canh nước mắm. Rồi chúng ta sẽ đảo đều lên và mình sẽ ướp ở đây có tầm 15 phút. 15 phút sau thì mình sẽ mang cái lươn này mình đi mình kho nhé. Rồi trong lúc đợi cái lươn nó thấm gia vị thì chúng ta sẽ cho tỏi nè. Ớt, mình sử dụng ở đây là ớt sừng không cay và một trái ớt sừng cay. Kế tiếp đó là sả. Nếu mà mọi người không có cái cối xay cầm tay như gia đình của mình thì chúng ta cũng có thể băm nhuyễn tất cả các nguyên liệu này ra cũng được nha. Tại do gia đình của mình có cái cối xay cầm tay này thì mình xay sẽ tiện hơn. Rồi chúng ta sẽ xay cho tất cả các hỗn hợp này nó nhuyễn ra. Và như đã nói thì muốn cho cái lươn này nó không có tanh thì trước khi ướp các anh chị và các bạn phải rửa qua giấm, muối. Nếu như có rượu thì chúng ta rửa qua rượu thì cái lươn của mình nó không có tanh nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ướp vô cái phần lươn này thêm một ít cái hỗn hợp sả, ớt, tỏi này. Rồi đảo đều lên. Món này thì kho rất là nhanh luôn, nhưng mà cho chúng ta một cái thành phẩm rất là đậm đà, vừa vị lắm. Rồi sau khi mà mình ướp được 15 phút rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho dầu ăn vô cái chảo nè. Khi mà dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ cho vô đây nửa muỗng canh đường. Mình sẽ tạo cái màu nước màu đường đó mọi người. Rồi sau khi mà nó lên màu đẹp rồi thì các anh chị và các bạn sẽ cho cái phần sả, ớt, tỏi vừa nãy mình chừa lại đó, mình khử cho nó thơm vàng lên. Sau khi thơm vàng rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần lươn vô mình xào. Mình sẽ xào cho cái phần lươn này nó thấm gia vị ha. Và lưu ý rằng các anh chị và các bạn phải xào cho cái phần lươn này nó thấm gia vị và nó xanh lại thì các anh chị mới cho nước vô được nha. Tại vì cho nước lúc mà cái lươn nó chưa chín thì thứ nhất thì cái gia vị nó chưa có thấm vô nè. Cái thứ hai nữa là sẽ làm cho cái lươn của mình nó sẽ bị tanh á. Nếu mà mọi người thích ăn nước nhiều thì chúng ta sẽ cho một chút xíu nước vô như thế này ha. Còn nếu mà mọi người không thích ăn nước nhiều thì chúng ta sẽ giảm lượng nhỏ xuống. Và mình sẽ kho từ từ cho cái phần lươn nó chín. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một chút xíu nước vô đây. Nếu được thì các anh chị và các bạn sẽ cho nước nóng vô thì như vậy thì cái lươn của mình nó sẽ không có tanh đâu. Rồi mở bếp lên và bây giờ thì chúng ta sẽ nó đã sôi trở ngược lại rồi nè mọi người thấy không ạ? Lúc này thì cái lươn của mình nó lên màu rất là đẹp luôn. Mình dặn vô đây một xíu bột ngọt nha. Nếu mà ai không ăn bột ngọt thì cũng có thể bỏ qua cái giai đoạn này. Và lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình của mình. Khi mà thấy vừa ăn rồi thì và cái sốt kho của mình đã sẵn như thế này rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tắt bếp và chúng ta nhắc ra cùng nhau thưởng thức thôi. Với cái món này thì mình sẽ ăn kèm với cơm nóng thì rất là tuyệt vời đó ạ. Và trước khi ăn thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô đây một ít hành lá nha. Và thêm một chút xíu tiêu để cho nhạy mùi hơn. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm lươn kho sả ớt. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần cảm ơn của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.